lên quanh vài mươi triệu đồng, chúng ta có thể sử dụng ngay một chiếc điện thoại Vitu Ascend X với phiên bản full đen. Đây là một trong những phiên bản rất ngầu. Thương hiệu điện thoại Vitu là thương hiệu điện thoại chuyên để nghe gọi an toàn, rất là sang trọng, đẳng cấp và thượng lưu. Tất cả chi tiết bên ngoài đều là những vật liệu, những chất liệu cao cấp như là mặt kính, màn hình là sapphire nguyên khối, thép đặc biệt, phần cao su tổng hợp phía sau lưng, phần sóng cũng là một điểm đặc biệt, điểm nhấn tạo nên chiếc điện thoại Vitu sang trọng và giá trị này. Với chất lượng đi đầu về lọc sóng âm, tạo cho chúng ta cảm giác rất là thoải mái khi chúng ta đàm thoại. Với thiết kế đúng chức năng của một chiếc điện thoại để phục vụ cho chuyên nghe gọi, vừa lòng bàn tay, cầm nhẹ nhàng và thoải mái không nặng nề. Điểm đặc biệt nổi trội của dòng điện thoại Vitu Ascend X này hơn dòng điện thoại Vitu Signature S, đó là cũng một loại pin nhưng dùng cho điện thoại dòng Ascend X thì thời lượng sử dụng của chúng ta sẽ hơn gần gấp đôi so với chiếc điện thoại Vitu Signature S. Và chắc chắn là độ bền, độ cứng, độ gọn gàng thì chiếc điện thoại Ascend X sẽ là một điểm lựa chọn tuyệt vời cho tất cả quý khách muốn một chiếc điện thoại Vitu chuyên về nghe gọi an toàn. Kỳ lân luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.